Loan chào anh chị và các bạn. Buổi chiều đây là Loan rem một món thịt vai nha. Một món thịt đây mình rem để làm cho bữa cơm chiều á. Món thịt đây thì mình rem mặn mặn ngọt ngọt và cay cay ha. Món thịt rem này thì ăn thật là đậm đà, để tạo lên bữa cơm của mình thật là ngon miệng ha. Mời anh chị và các bạn cùng mình để vào bếp làm bữa cơm cho gia đình luôn nha. Loan chúc anh chị và các bạn cuối tuần một ngày chủ nhật vui vẻ với tràn đầy hạnh phúc ha. Buổi chiều đây là Loan vào bếp, Loan vào bếp Loan làm bữa cơm ha, chiều nha anh chị và các bạn. Hôm nay thì Loan làm một bữa cơm đơn giản thôi ha. Mình bữa cơm của mình thì gồm có hai món. Đây là mình có 300 gram thịt, thịt đây là thịt nạc vai ha. Là mình cũng ướp sẵn gia vị vô đây, tỏi với hành củ, tiêu, đường, bột ngọt với hạt nêm. Mình rem món thịt này là mặn ngọt nha cả nhà. Rồi mình sẽ nấu một món canh mây. Canh mây đây thì mình có 100 gram thịt, thịt nạc vai thì mình cũng ướp gia vị vô đây rồi, muối, bột ngọt, hạt nêm này ha. Rồi mình có 3 chiếc kè thì mình sắp cỡ này mỏng mỏng để mình nấu canh mây luôn nha. Với 2 trứng gà đó, khi nào là mình đánh thì mình mới đập ha. Với đây là một ít hành lá với một ít hành củ thì để mình phi luôn nha. Mình phi để mình nấu canh mây á. Rồi bây giờ mình cho dầu vào cái chảo đây thì mình sẽ chiên thịt nha. Thì bây giờ mình cho dầu vô chảo nè, nãy giờ mình bắt cái chảo cũng đã khô rồi. Cái bếp của mình này nó hơi tối một xíu ha. Giờ mình cho dầu vô đây một ít thôi. Để lâu lắm rồi thì cũng cỡ một tháng mấy rồi mình mới vào bếp mình nấu nha cả nhà. Mình nấu mình cũng đứng có một chân thôi, tại vì mình bị gãy chân á. Mình xuống mình làm ẩm thực mình nấu ăn một bữa. Chứ bữa giờ thì mình chỉ ngồi mình mua đồ ăn sáng thôi, mình không có nấu ăn được. Bữa nay thì mình chịu khó mình xuống mình làm món này để chiều cho mấy đứa nhỏ nó ăn luôn. Thịt nó sôi rồi, bây giờ mình chở với một mặt đây ha. Mình rem mặn mặn ngọt ngọt kìa nè, nó thơm lắm luôn cả nhà. Nó sôi luôn, nó thơm. Để cho nó thấm một xíu rồi mình cho một xíu nước vào chén, cái tôm đổ vô luôn. Cái đèn cho nó sáng cho nó tốt đó. Bật cái đèn điện thoại á. Cái này mình sẽ để lửa nhỏ lên mình rem cho nó kêu. Mình chén xíu nước ở trong cái tô hành nãy mình cho vô luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ cho thịt nó kêu lại nè. Bây giờ cái nồi thịt rem mình thì nó cũng kêu rồi ha. Mình để lại một ít nước để mình ăn với dưa. Mình cho hành vô. Mình cho đây ít hành củ nè cho nó thơm. Hành củ nó còn nhiều á. Ở đây ít hành lá. Mình cho thêm một ít tiêu nữa ha. Mình rang kêu gì nè, mặn mặn ngọt ngọt. Giờ mình tắt bếp, mình sẽ nấu canh luôn. Thì bây giờ mình chỉ cho ít son lên, mình sẽ nấu canh mây nha. Cho một ít dầu thôi. Thì dầu nó tới rồi thì mình cho hành củ vô. Thank you.
300g thịt nạc này mình nấu chừng một nửa thôi ha, tại cái thịt nạc này nó xay mỡ nhiều cả nhà nên mình nấu ít thôi. Tại cái canh này mình cũng để teo dầu rồi, một nửa mình để lại. Này có người ta nấu không cần thịt cũng ngon, mình bỏ cái thịt vô cho nó ngọt. Đi kèm cái sắt cho mình chơi vô. Trong nước sôi mình chai vô luôn, rất là ngon. Cái canh này mình nấu cũng sôi rồi nè, thịt bằm mình nó cũng chín nè. Bây giờ mình cho trứng vào ha. Cho nó vỡ cái trứng ra, nó khỏi đóng cục. Bỏ trứng vô ngon kìa. Bây giờ mình cho một xíu mắm vô nữa cho nó thơm. Ít nữa thôi ha. Bây giờ mình cho vô đây nửa muỗng đường nữa nè. Mình cho muỗng đường nữa là nước canh nó có cà chua, chua chua ngọt ngọt. Để mình đổ nước nhiều xíu mà chiều rồi mấy đứa con mình ăn, nó thích ăn cái canh này lắm cả nhà. Nó biểu mình nấu hồi à, mà mình đâu có đi đứng được đâu mà mình nấu. Mấy cái video trước thì mình cũng có nấu 1-2 video rồi, để bây giờ lâu lắm rồi mình nấu lại ha. Cái món canh mây này thì mình cũng thích ăn lắm, đừng nói chứ mấy đứa nhỏ. Tuy nó đơn giản nhưng rất là ngon. Giờ nên mình nêm nếm thì đại canh mây cũng vừa ăn rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho hành vô. Rồi mình sẽ cho một ít tiêu vô nữa cho nó thơm. Rồi chào cả nhà nha, mời cả nhà ăn cơm chiều với con. Bữa nay mình ăn là bữa cơm đơn giản nha. Cơm của mình thì gồm có 3 món, 2 món chính của mình là canh mây, canh mây nóng bằm với cà chua, thịt nạc vai đem mặn ngọt. Rồi mình ăn thì kèm mà thì dưa leo với củ kiệu ha. Rồi mình chán miệng là cái dĩa dưa hấu với ly nước nha. Và cái nhà của mình ăn cơm buổi chiều nha cả nhà. Cho mình ăn cơm ha. Ngon. Không phải tự nấu tự khen á. Thịt rất là ngon luôn cả nhà. Mặn mặn ngọt ngọt mà ăn nó thơm lắm. Đậm đà. Mấy bữa là mình nướng không mà bữa nay là mình làm mình rêm gì nó ngon. Ngon quá. Mình ăn món kiểu ha. Mình đưa quay người khác bên mở nhạc nha. Mình làm dưới video hoa hồng. Sống nó đang quyền không?
mình ăn cơm với thịt rồi với thịt canh kèm nước cũng kiểu thật ngon. Trời nóng mình ăn ít cơm lắm, ăn cơm chiến là no. Dưa hấu này mình đơm luôn nha, đơm lửa thì mình thấy không, cái nhỏ mà nó cũng đỏ. Ăn cái món này nó đơn giản chứ mà món canh này nó đơn giản chứ mà nó bổ lắm nha, cà chua nè, trứng, thịt bằm, món này ăn cũng rất là tốt, tốt hơn tương rau nữa, giờ rau rét á, thuốc không à. Chúng ta là mình thích ăn lắm. Ở đây mình tìm củ kiệu vô, nó ngán. Kiểu mình là mình muối là tết còn lại thôi nè, mình muối chua ngọt á, giòn lắm, mình chua ngọt ngọt không ăn. Bữa nay là 3 ngày nữa, chưa đeo video nữa nè. Nhưng mà đi chậm. Tại mình đi chợ không được á, nên mình không có ra video được thường xuyên. Kéo họ cũng ngán nè, mùa này còn nóng nè, mình sẽ đi trở lại cái biển á, cái ổi, cái chùa ăn nó cũng nóng, ăn hồi nó cũng ngán, cũng đông nửa bữa. Trời nóng quá. Ở mình trong trời cái mưa mà mưa không nổi thì ơi nóng hết trời luôn, rồi mình giờ cái mình ở gần biển á. Giờ này
tại vì mai mốt mình sẽ nấu ăn tiếp, nhưng mình không bao giờ đeo nữa. Mình thích ăn món canh này lắm. Không biết có thịt bằm lắm không? Nó thịt bằm nhưng nó ngọt. Mình ở nhà uống nước với mình nha. Bữa cơm này mình ăn chén mình uống dưa rất là thấy rất là ngon rồi. Thì thôi mình cũng kết thúc video tại đây nha. Mình cảm ơn cả nhà lúc nào cũng yêu mến luôn kênh mình và đồng hành luôn ủng hộ kênh mình. Sắp tới đây thì mình cũng mong cả nhà về luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh mình cũng như mình là luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh của các bạn cùng đồng hành với nhau để kênh mình cùng nhau phát triển ha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye.